Xin chào, hãy nâng cao sức khỏe của bạn lên tầng cao nhất cùng với Nam Hà. Đã bao giờ chúng ta thắc mắc tại sao những người to béo họ lại ăn rất nhiều? Họ ăn liên tục, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn vặt, rồi ăn đêm nữa các chị. Tại sao họ lại ăn nhiều như vậy? Thì xin thưa các chị, những cái thức ăn mà họ ăn á, nó không có bất kỳ một cái chất tươi sống nào cả. Không có những cái năng lượng của vũ trụ, không có cái lực chữa lành. Mà những cái thực phẩm mà họ ăn vào cơ thể á, chỉ là những cái calo rỗng, hay còn gọi là những cái calo vô bổ. Hầu hết thức ăn mà họ ăn á, đều là thức ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn, thức ăn có nhiều phụ gia thực phẩm, thức ăn công nghiệp phi tự nhiên. Tất cả những cái chất tươi sống ở trong đó đều bị phân hủy, đã bị đào thải, mà chỉ có những cái calo rỗng thôi. Thì cơ thể chúng ta rất là cần những cái chất tươi sống đó để mà tái tạo, để mà chữa lành, để mà chữa bệnh cho các tế bào. Nhưng mà cái cơ thể chúng ta tìm hoài, tìm mãi, không thấy khi mà chúng ta đưa vào. Thì cơ thể bắt buộc phải lên tiếng bằng cách là vắt kiệt. Đó là tăng cái lượng đầu vào đưa vào để cố gắng tìm kiếm những cái chất tốt cho cơ thể. Nhưng mà cũng không có luôn. Thành ra là họ luôn luôn bị đói. Họ đói ở đây á, chính là cơ thể của họ đói enzyme, đói những cái chất tươi sống có cái lực chữa lành của năng lượng vũ trụ. Mọi người nhận ra điều này không ạ? Thành ra họ ăn rất nhiều, họ ăn rất nhiều. Và khi mà họ ăn, họ nhồi nhét như thế, thì tất cả những cái thức ăn á, mà không được tiêu hóa hết á, nó đều biến thành rác thải, tích khắp cơ thể. Đặc biệt là những cái nơi mà lười vận động, như là nọng cằm, bắp tay, bắp chân, bụng, mông đùi. Và trông họ thì to béo như vậy á, nhưng mà họ thực sự lại là những người thiếu chất. Và trong người của họ rất nhiều bệnh. Và lời khuyên của Nam á, dành cho những người này á, chúng ta cần phải điều chỉnh lại chế độ ăn. Chúng ta hãy ăn những cái thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ thực vật, đó là rau củ quả, ngũ cốc nguyên cám và các loại hạt, để bổ sung cái lực chữa lành, bổ sung những cái sinh mệnh sống, chất tươi và enzyme cho cơ thể chúng ta. Điều quan trọng đầu tiên chúng ta cần phải thay đổi chế độ ăn, chiếm tới 85-90% là thực vật, và ưu tiên ăn tươi sống là tốt nhất. Chúng ta hãy loại bỏ những cái thực phẩm công nghiệp xa rời tự nhiên ra khỏi khẩu phần ăn của chúng ta. Các anh chị ha, thì từng bước á, cái vòng tuần hoàn trong cơ thể chúng ta, đặc biệt là trong đường ruột chúng ta, từ cái vòng tuần hoàn xấu á, nó dần dần sẽ được chữa lành, sẽ được chuyển đổi thành vòng tuần hoàn tốt. Và từ từ chúng ta sẽ khỏe mạnh trở lại. Và cái cân nặng của chúng ta từng bước nó sẽ cân bằng trở lại cho chính chúng ta. Đó là những cái điều mà Nam mong muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị trong video lần này. Làm ơn cái video này tạo ra vì giá trị sức khỏe, lợi ích cộng đồng. Các anh chị thấy giá trị thì chúng ta hãy cùng chung tay với Nam chia sẻ để giúp nhiều người đón nhận hơn nữa. Nhớ là bấm theo dõi Nam Hà để không bỏ lỡ những cái video tuyệt vời phía sau. Nam Hà biết ơn và sớm hẹn gặp lại. Xin chào. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo. Quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.